Xin chào các bạn. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đà đã hoàn thành lắp đặt và bàn giao dây chuyền cắt đột thép VCNC cho doanh nghiệp cơ khí tại Hà Nội, phục vụ cho doanh nghiệp gia công thép V từ V40 đến V100. Ứng dụng vào các dự án làm xà cột điện, xà kèo, cọc tiếp trong ngành đóng tàu v.v. Tính đến nay, hệ thống cắt đột thép VCNC của Châu Đà đã có mặt trên cả 3 miền của Tổ quốc. Và tất cả đều nhận được sự hài lòng của các quý doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như giá cả. Hệ thống máy đột thép VCNC là sản phẩm khoa học công nghệ được Châu Đà nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn. Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, lắp đặt, cho đến hiệu chỉnh bàn giao đều được đội ngũ kỹ sư CDA thực hiện với độ tỉ mỉ cao nhất. Mời quý vị và các bạn cùng xem video hoạt động thực tế của máy đột thép VCNC tại Hà Nội nhé! Bạn thân mến, chúng ta vừa xem quá trình bàn giao cũng như một số hình ảnh hoạt động thực tế của máy đột thép VCNC CDA. Nếu có thắc mắc thêm gì về sản phẩm, mời quý vị liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.